Quý khán giả thân mến, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xảy ra 10 điểm sạt lở, trong đó có một số điểm nghiêm trọng cần phải được khắc phục kịp thời nhằm ổn định đời sống cho người dân. Và trước tình hình trên, được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chi cục Thủy lợi Cần Thơ đã và đang triển khai khẩn cấp các công trình kè chống sạt lở trên địa bàn. Đoạn sạt lở này đã làm sập hoàn toàn 55 mét đường bê tông ở ấp Nhân Khánh A, xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền. Nhận được lệnh khẩn cấp của Ủy ban Nhân dân thành phố, Chi cục Thủy lợi đã nhanh chóng triển khai công trình kè chống sạt lở nhằm sớm kết nối lại giao thương, cũng như ngăn chặn sạt lở lấn sâu vào phía trong nhà dân. Hiện đơn vị thi công đã thực hiện xong phần đúc cọc, đang khẩn trương vận chuyển vào để thi công công trình. Đoạn đường này sụp quá sâu, thành ra mình nghĩ chắc cũng không gần đâu, tại vì quá trời kinh phí cũng nặng nữa. Dạ, còn nghe được hỗ trợ được gì mừng dữ lắm, bà con mừng dữ lắm. Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ ghi nhận 10 điểm sạt lở bờ sông với tổng chiều dài trên 300 mét. Trong đó nặng nhất là điểm sạt lở trên địa bàn phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, điểm sạt lở tại xã Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền và điểm sạt lở bờ sông Cái Sắng thuộc xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi khẩn cấp triển khai 3 dự án kè chống sạt lở tại 3 vị trí trên. Chúng tôi cũng phân loại từng cái loại sạt lở theo cái quy định của cái hướng dẫn của Trung ương. Như những điểm sạt lở là đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm thì chúng tôi tham mưu cho thường trực ban chỉ huy là tổ chức là xử lý ngay bằng nhiều cái nguồn vốn. Trong đó thì hiện nay đó, hai cái điểm sạt lở lớn ở Vĩnh Thạnh và ở trong Phong Điền thì cũng đã được quan tâm bố trí từ cái nguồn là dự phòng ngân sách thành phố năm 2022. Ngoài ba điểm sạt lở nêu trên, các điểm còn lại cũng được lãnh đạo thành phố đặc biệt quan tâm. Cụ thể vừa qua, ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã đến khảo sát thực tế tình hình sạt lở cặp sông Hậu thuộc phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt. Đoạn đường này thì chính quyền địa phương cũng như là bà con nhân dân sinh sống cũng như là kinh doanh trên cái đoạn đường là tha thiết là yêu cầu là đoạn đường này là nhanh chóng khắc phục và gia cố nó kiên cố và ổn định. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu các sở ngành phối hợp với ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng tìm kiếm cứu nạn của thành phố để nhanh chóng khảo sát và hỗ trợ cho các quận huyện để khắc phục các cái tuyến đường mà sạt lở. Những năm qua, Cần Thơ xảy ra nhiều vụ sạt lở bờ sông. Thành phố đã kịp thời khắc phục hậu quả đối với các vụ sạt lở đặc biệt nguy hiểm. Qua đó không chỉ ổn định đời sống cho người dân, mà còn tạo nên diện mạo mới cho những tuyến dân cư trong vùng sạt lở. Riêng đối với những điểm sạt lở ít nghiêm trọng, chính quyền cùng với nhân dân cũng đã triển khai các giải pháp ứng phó phù hợp.